Xin kính chào toàn thể các bác. Đấy, một buổi sáng tinh mơ Hưng Yên, một buổi sáng tinh mơ. Hôm nay thì trời có vẻ hơi ẩm u một tí, không biết là trời có mưa không, mong là không mưa để em làm đơn và gửi cho các bác. Số mặt các bác đang xem đây thì hiện tại em đang có về thêm, tính đến thời điểm ngày hôm nay, hôm nay định là live stream cơ, nhưng bây giờ là thứ nhất là hơn 6 giờ sáng, với thứ hai nữa là tầm này chưa chắc các bác nào đã vào xem, và cái cuối cùng nữa là mạng bên này không ổn định lắm, wifi thì chập chờn, nó có nó không, mà 3G thì cũng sóng nó nhảy như ăn cướp ấy, nên là không live stream, không làm gì được cả. Em khoe các bác là hôm nay em về thêm hàng vỏ thùng xúc kép EGNE E218, vỏ thùng loa Homelander H1212, vỏ thùng loa Homelander H1215, vỏ thùng loa Homelander T12 và T12 đây, T12 và vỏ thùng loa Homelander T24 là hiện tại đang có hàng, đang chờ xử lý và sơn. Thì đây là một số các đơn thì em sẽ báo luôn nhé, báo luôn cho các bác là đơn của bác nào em sẽ báo luôn. Đơn này này, H1212 này là đơn của một bác khách ở tỉnh Nam Định. Bác có đặt bên em là lắp hoàn chỉnh cả thùng, cả loa, cả phân tần. Đấy, hai đôi. Nhưng mà lại chơi theo kiểu là hàng cao cấp là có phải dây cơ. Dây treo cơ. Đây. Dây treo. Đấy. Và đã gọi là động đến cái đồ gọi là hàng treo thì lại phải gỗ 18, nên em đang sử dụng là thùng gỗ ván ép gỗ 18. Em sẽ kéo này ra cho các bác xem nhé, cái độ dày của gỗ 18 nó dày hơn ngày nhiều. Đấy, đây các bác nhìn này, đây là gỗ 18 này, còn trên đây là gỗ 15 này, độ dày của nó các bác nhìn này, thấy chưa, dày hơn rất là nhiều luôn. Thì hôm nay là cũng tiện đóng hàng và gửi hàng cho các bác, em cũng khoe luôn các bác tí. Giá của T24 và T12 thì em sẽ cập nhật sau nhé, còn vỏ thùng xúc kép thì em sẽ báo luôn. Mẫu này là vào 5.8 triệu, 5.8 triệu một đôi, cả thùng, cả lưới và có cả bánh xe. Bánh xe hiện tại như bên em đang nhập ở đây ấy, thì giá của cái bánh nó như này này, nó vào là 65.000 một chiếc. Bánh xe có khóa, và cái bánh xe nó không có khóa thì nó là 50.000 một chiếc. Đấy, tức là cả bộ cả bánh xe như này thì nó vào gần 500.000, em cập nhật lại là gần 500.000, thế là tự nhiên lại lãi hơn được tí. Đây là cả thùng cả bánh xe, là tất tần tật như thế các bác nhá, giá là cả bánh xe. Còn là 4 cái bánh 50.000 là vào 200, mà 4 cái bánh 65.000 là vào hơn 200 một tí, tức là nôm na nó khoảng là xít 500, xít 500.000 từng kia cả bánh xe. Đấy, đây là cái mặt trước nhá, em sẽ quay cho các bác xem bên cạnh. Đây, bên cạnh này các bác nhìn này, rất to, rất hoành tráng. Đây nữa này, các bác nhìn này, các bác hết hồn luôn này. Đấy, xúc kép mới loa hỏa tiễn mà xếp kê chồng lên, nhìn trông nó khiếp như này cơ. Một mình em hôm qua là BMB em bày như này. Cái ông lái xe, em lại kể lại cái vụ ông lái xe. Cái ông lái xe của em như mọi hôm ý, thì vui tươi thoải mái thì không sao, không biết hôm qua phải bả cái gì mà bê được có mấy cái thùng, bê từ trên xe kéo từ cái chỗ đằng sát cái thùng xe gần cái chỗ cabin, kéo ra đến chỗ bê xuống thôi. Ui, ông có kéo ra cái này thôi, xong bắt đầu ông kêu lên mà mày chả thương anh gì cả, thế này thế kia, mà cũng mỗi cái việc là bốc vác thôi mà không làm được, em bốc hết, một mình em bốc hết, hạ hết từ trên xe hạ xuống. Đấy, một mình nó làm nó khổ này, xong là các bác lại kêu là ăn cả giày lẫn tất, ăn ngon thì không có đâu. Đúng là em làm vất vả lắm. Thì bây giờ cũng khá là sớm nên tranh thủ quay review các bác thôi, xong là tí nữa là đến giờ là phải sơn. Thì tiện đây em cũng khoe luôn nhé, hiện tại ở trong nhà đây này đang có còn vài đôi H1212, H1215,
H1215. Đây là H1215 này. Đây thùng đây. Sơn sần theo kiểu là sơn sần giả cát. Trong đây là cái thùng xúc EGNE E218. Đây là xúc B và C 218 SH. Mẫu này thì có một bác khách bác xin số tài khoản nhưng mà chắc tí nữa mới chuyển khoản. Đấy. Còn trong kia là T24 đã đóng gói chờ sẵn rồi. Các bác nào chốt đơn là gửi luôn thôi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên cái này là giờ nó chưa có lưới đâu nhá. Nếu mà chưa có lưới thì em sẽ tính giá là chưa lưới, còn có lưới thì em sẽ tính giá là có lưới. Lưới đặt nó chưa về được. Thì là T24 và T12 thì em sẽ cập nhật giá sau cuối cùng. Đấy. Và H1215 này thì giá vẫn như mọi lần đấy các bác nhá. Vẫn cả thùng cả phân tần thì là 5.4 triệu. Còn H1212 thì là 4.3 triệu. Đấy. Còn đây cái thùng xúc này, cái này là vào 5.6 triệu BC28SH nhá. BC28SH. Còn cái thùng đắt nhất thì nó là ngoài đây. Là cái thùng đấy. Đây là cái thùng xúc NS36 thì cái này là đắt nhất là 6 triệu. Đấy, 6 triệu. Cũng có là bánh xe luôn. Cả thùng cả bánh xe. Cả phụ kiện gồm nó có nỗ cọc này, tay sách này, ốc vít đầy đủ. Thì là giá nó tương ý tiền. Các bác nào có alo thì alo cho em. Và cũng tiện đây em quay nốt ngoài này một tí nữa. Đây là trong nhà còn không chứa hết này, còn phải vứt ngoài đây là một đôi. Để cái này là các bác nào đấy thì em sẽ đóng gói ngoài này luôn. Đấy, rất là vất vả. Số nó vẫn cứ khổ như bình thường thôi. Thế là các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì hãy trực tiếp nhé. Về rất nhiều. Đấy, các bác nhìn cái kiểu bầy vẽ của em ấy. Thừa giấy thì vẽ voi, hôm nay vẽ được một đàn voi này, kinh không? Đấy, T24. Rất là nhiều đấy. Đây là vỏ nhá. Sau khi hoàn chỉnh thì nhìn trông hoành tráng lắm. Hôm nào em sẽ hẹn các bác một cái video hoàn chỉnh nhưng mà bầy vẽ một đống này ra. Nhìn trông nó kinh hồn bạt vía luôn. Và sắp tới em sẽ cố gắng cập nhật và ra những cái mẫu vỏ thổ loa full ram. Ví dụ 1 bát 40, 1 kèn, 2 bát 30, 2 kèn, 2 bát 30, 1 kèn. Đấy. Và các cái mẫu khác nữa để cập nhật cũng giới thiệu các bác. Rất là hoành tráng luôn ạ. Đấy. Đơn của bác nào thì các bác vào nhận nhé. Đây là đơn của một anh ở Nam Định này. Có bác nào bác hỏi cái thùng xúc EGNE này thì hàng đấy em quay nguyên mộc đấy nhá. Em chưa có xịt một tí bụi nào cả. Tầm này là máy hơi còn chưa thèm cắm cơ. Đấy. Thế nên em sẽ cắm máy hơi vào xịt vệ sinh cho sạch bụi, xong bắt đầu là vào xử lý qua sơn lót rồi là bắn sần để kịp giờ kịp nịch gửi cho các bác. Đấy. Ok nhá. Video đến đây là tạm thời kết thúc. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn là các bác trong những video clip lần sau. Chứ khoe mộc nhiều quá, nhiều các bác ghét lắm. Bây giờ em nổi tiếng lắm rồi, em sợ lắm rồi. Các bác ném đá vừa vừa thôi chứ ném nhiều quá vỡ đầu em ra. Ok nhé, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.